Kính thưa anh chị em, lời Chúa cách riêng là bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện diện, Ngài đã hoạt động là một con người như vượt ra khỏi những giới hạn của con người bình thường, người cần phải sống trong không gian và thời gian. Chúa Giêsu đã vượt qua những giới hạn đó để Ngài trở thành một đấng luôn đồng hành với những người cần tin vào Ngài để được ơn cứu độ. Chúng ta nghe trong bài tin mừng theo Thánh Luca kể lại hai môn đệ trên đường về Emmaus từ Jerusalem. Ta nói đi về Emmaus nghĩa là đi về hướng Tây, đi về hướng mặt trời lặn, có nghĩa là quay lưng lại với mặt trời. Và quay lưng lại với mặt trời có nghĩa là mình đi vào trong cái bóng tối, vì chính cái thông của mình nó sẽ che cái ánh mặt trời, thì trước mặt mình nó là một bóng tối. Có thể nói ở đây chính là cái bóng tối của cái sự nản lòng, thất vọng của hai môn đệ này. Hai môn đệ như muốn bỏ cuộc và muốn trở về quê để làm ăn. Và có một cái chi tiết mà người ta vẫn hay muốn giải thích rằng hai người nhưng mà chỉ có một người có tên thôi là Cleopatra. Luca chỉ nói tên có một người đó, một người tên là Cleopas, còn người kia thì không nói tên, để người ta giải thích rằng có thể cái người không có tên đó có thể là bất cứ ai trên thế giới này, có thể trong đó là từng người trong chúng ta. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể là những con người một cái lúc nào đó hay một cái cách nào đó chúng ta đi về Emmaus, như là người đi về Emmaus, nghĩa là trên hành trình cuộc sống của mình đi trong những cái nỗi buồn phiền, cái nỗi lo lắng, cái nỗi sợ hãi và những ưu tư, các phải những thất vọng của cuộc sống của mình. Thì chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu phục sinh là đấng không ngại để đến bên cạnh chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài chia sẻ những nỗi niềm buồn vui lo lắng của cuộc sống chúng ta. Rồi chính Ngài, trong khi đồng hành như vậy, Ngài giải thích lời Kinh Thánh cho chúng ta, để chúng ta hiểu về Ngài hơn, hiểu về cái hành trình, cái cách thế cứu độ của Thiên Chúa. Và rồi cũng như các môn đệ trên đường Emmaus ngày xưa, họ đã được khơi dậy khai sáng từ từ nhờ lời Chúa. Và sau đó khi Chúa Giêsu cử hành nghi thức bẻ bánh thì họ đã nhận ra được Ngài, nhận ra được Chúa Giêsu, và họ đã quay trở lại để không còn quay lưng lại với mặt trời nữa, mà lại hướng về mặt trời để bước đi trong ánh sáng, để họ trở về với cộng đoàn, trở về để chia sẻ cái niềm vui, cái kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ, được đồng hành và gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh. Đồng thời cũng ở nơi cộng đoàn đó, họ đón nhận được chính những kinh nghiệm của cộng đoàn về việc gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh với những cái nét mới, với những cái nét khác biệt, tạo nên một kinh nghiệm phong phú trong đời sống đức tin của mình. Cái cuộc gặp gỡ, cuộc đồng hành của Chúa Giêsu trên đường Emmaus ngày xưa, mà chúng ta có thể thấy được điều đó nó thực hiện trong đời sống Kitô hữu, và cũng có thể nói một cách ví von rằng đó như là cái tiến trình, hay là như một cái sự kiện cụ thể là chúng ta tham dự thánh lễ hằng ngày. Qua tham dự thánh lễ đó, chúng ta được lắng nghe lời Chúa, được hiểu biết hơn về lời Chúa, và được đón nhận chính việc cử hành nghi thức thánh thể để
Chúa Giêsu khai sáng tâm hồn chúng ta, Ngài nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta được sống cái bầu khí cộng đoàn hội thánh của Chúa, cộng đoàn gia đình con cái của Chúa, để được chia sẻ cái đời sống chung và được cùng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, để mình chia sẻ những kinh nghiệm niềm tin của mình cho anh chị em của mình, và cũng đồng thời mình đón nhận những cái kinh nghiệm khai sáng về đức tin của anh chị em chúng ta dành cho mình. Hãy nói từ đó chúng ta thấy được những cái hiệu quả tốt đẹp, như trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Công vụ Các Tông đồ, Phêrô và Gioan là những người đã có những kinh nghiệm sống với Đức Giêsu phục sinh và sống nhờ Ngài, cho nên cái hành trình cuộc sống của họ, họ có được những cái sức mạnh, có những hiệu quả và cái niềm tin làm cho họ có thể làm được những điều mà nó khơi dậy lòng tin, lòng yêu mến của những người khác. Ta có thể thấy ngạc nhiên khi mà các tông đồ đã có thể quá vững tin để ứng xử trong trường hợp gặp một cái người què ở tại cửa đẹp đền thờ, trước cái lời xin giúp đỡ của cái người què ấy, thì Phêrô và Gioan đã mạnh dạn để nói rằng: anh hãy nhìn vào chúng tôi nè. Và các ngài còn nói thêm: vàng bạc thì chúng tôi không có, nghĩa là chúng tôi không có những của cải vật chất đâu, nhưng mà chúng tôi có lòng tin. Cái mà chúng tôi có, các ngài xác tín điều đó, cái chúng tôi có là nhân danh Đức Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi. Cái điều đó xem ra táo bạo quá. Có nhiều người nghĩ rằng Phêrô và Gioan gan quá, nói về rủi không có thì sao. Nhưng mà các ngài đã tin tưởng vào đấng phục sinh, tình yêu và quyền năng của Ngài luôn luôn đồng hành với các ngài, luôn luôn hỗ trợ với các ngài trong đời sống và trong sứ vụ loan báo tin mừng. Và có thể nói không phải chỉ nói bằng cái lời cầu nguyện, chỉ nói bằng những cái lời diễn tả đức tin, mà các ngài còn có một cái hành động cụ thể. Các ngài nắm tay cái người què đó, kéo đứng dậy. Một cái sự tác động bởi chính con người của ngài, của các ngài, và chính điều đó cộng tác với ơn Chúa, cộng tác với niềm tin của mình, điều đó nó đã trở thành hiện thực, đem lại những hiệu quả tốt đẹp. Có lẽ điều đó cũng là một bài học cho chúng ta trong đời sống. Chúng ta được Chúa Giêsu phục sinh đồng hành, chúng ta trở thành những người đồng hành với những người khác mà có Đức Kitô phục sinh trong mình, có tình yêu, sức mạnh và quyền năng của Ngài hỗ trợ chúng ta, để chúng ta có thể vững tin để phục vụ, chăm sóc anh chị em của mình, đồng hành với anh chị em của mình, từ trong gia đình đến giáo xứ đến xã hội và trong bầu khí giáo hội nữa. Tất cả những điều đó cần lòng tin lắm, cần cái kinh nghiệm trong đời sống đức tin, trong mối quan hệ với chính Chúa Giêsu phục sinh. Và điều đó cũng cần cái sự nhiệt tình, cần cái sự đóng góp của chính bản thân của mình trong đời sống, thì những điều đó sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho đời sống Kitô hữu, trong đời sống mang lấy cái sứ mạng tông đồ, sứ mạng loan báo tin mừng của từng người Kitô hữu của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ trong cái kinh nghiệm ấy, dưới ánh sáng ấy, hôm nay chúng ta được mời gọi để luôn luôn nhớ rằng Chúa Giêsu phục sinh, Chúa của chúng ta, Ngài không có bị giới hạn trong không gian và thời gian, không bị chi phối bởi những điều kiện lịch sử của nhân loại này. Ngài luôn quan tâm đến từng người trong chúng ta, mọi hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, và Ngài có khả năng để đồng hành với chúng ta. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết ý thức được điều đó, để nhạy bén hơn mỗi lần có một cái sự hiện diện của Chúa
để đồng hành với chúng ta. Sự hiện diện đó có thể chỉ như là một cái người cùng đồng hành với chúng ta, cùng đi với chúng ta, cùng sống với chúng ta trên hành trình cuộc sống này, để rồi qua đó chúng ta đón nhận được ánh sáng của lời Chúa, đón nhận được những cái kinh nghiệm trong đức tin của người khác, và đón nhận được chính Chúa vẫn ban mình cho chúng ta. Chính điều đó sẽ nâng đỡ đời sống của chúng ta, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn như đang phải đối diện với cơn dịch bệnh ở đây. Và cũng từ kinh nghiệm đó chúng ta được mời gọi để quan tâm đến sự đồng hành. Chúng ta hiểu cái sự đồng hành nó quan trọng, khiến Chúa Giêsu có thể đem lại những cái hiệu quả tốt đẹp cho các tông đồ ngày xưa. Giáo hội ngày hôm nay cũng ý thức cái điều này, cho nên vẫn muốn năm nay quan tâm đến người trẻ, và vẫn muốn lấy cái từ cái kinh nghiệm của đoạn tin mừng hai môn đệ trên đường về Emmaus đây, để đề cao, để nhấn mạnh và để khai sáng từ cái cung cách, cái việc đồng hành này, để giúp cho người trẻ, giúp cho những người Kitô hữu nói chung nữa được có những cái kinh nghiệm trong đức tin, và để sống những kinh nghiệm đức tin đó trong cuộc sống, luôn luôn quan tâm đồng hành với người khác. Bởi lẽ đó cũng là bản chất của người, của con người nói chung, và cũng là cái sứ mệnh của mọi Kitô hữu, mọi môn sinh của Đức Kitô. Những trẻ thơ trong các gia đình thiếu sự đồng hành của cha mẹ, thiếu sự đồng hành của những nhà giáo dục ở ngoài đời hay trong đạo, nó là một điều sẽ làm cho các em nó sẽ hụt hẫng, nó sẽ thiếu và khó có một cái sự trưởng thành toàn diện được. Cho nên cần lắm sự đồng hành, quan tâm để có một sự hiểu biết. Tôi thấy cả trong vấn đề đào tạo, ơn gọi, tu trì, linh mục ở đây, cái vấn đề đồng hành, và nhất là đồng hành thiêng liêng nữa, đó là một cái điều hết sức quan trọng. Những ứng sinh thiếu sự đồng hành là những người có khi sẽ khó mà có thể đi và đi tới cùng được trên hành trình ơn gọi của mình. Có khi cả những linh mục tu sĩ, người khấn rồi, những người chịu chức rồi, nhưng mà coi thường sự đồng hành hay không được đồng hành, thì đó cũng là một điều rất thất bại. Và thất bại này nó dẫn đến thất bại khác. Thất bại của cá nhân cũng sẽ dẫn đến những thất bại cho những con người mà mình phục vụ. Chính vì thế, có lẽ chúng ta cầu xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng của sự đồng hành này, sự đồng hành của Chúa, và trong sự đồng hành của cuộc sống của chúng ta, trong bổn phận của mình, chúng ta cũng cần ý thức rằng sự đồng hành đó phải là sự đồng hành có Chúa ở trong mình, có cái sức sống tin mừng của Ngài, có lời của Chúa và có chính mình máu Thánh Chúa hiện diện trong lòng của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới có khả năng để làm cái công tác đồng hành này một cách tốt đẹp. Xin Chúa giúp cho mọi người Kitô hữu của chúng ta, và nhất là cho những người có sứ mạng để phục vụ giáo hội, để loan báo tin mừng, để phục vụ dân Chúa, ngày càng ý thức được tầm quan trọng của sự được Đức Kitô phục sinh đồng hành, để cũng sống cuộc đời Kitô hữu, sống cuộc đời sống của mình một cách tốt đẹp, và đồng thời cũng biết thực thi sứ mạng của mình từ những kinh nghiệm rất căn bản và rất sâu sắc ấy. Amen.